Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Bài bình luận đầu tuần hôm nay với chủ đề Đài truyền hình SBTN bước vào năm thứ 15. Kính thưa quý vị, năm 2016 đã mở ra với nhiều biến động. Trên bình diện quốc tế, thế giới lại phải xôn xao với việc Bắc Hàn tuyên bố thành công thử bom khinh khí và thị trường chứng khoán đã sụp đổ liên tiếp hai lần trong tháng đầu tiên của năm 2016. Tại Hoa Kỳ, cuộc tranh vào tòa bạch ốc càng lúc càng sôi nổi hơn với các ứng cử viên tạo bất ngờ nổi trội như Donald Trump và Ted Cruz cho phía Cộng Hòa, còn bên Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đang so kè sát nút với cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Tuy nhiên, năm 2016 đối với đài SPTN lại mang một tính cách mới. Đây là thời điểm bước vào năm thứ 15, tiếp tục cuộc hành trình lớn với sức mạnh có thật, sức mạnh từ nguồn ân nghĩa thúc giục của cộng đồng người Việt hải ngoại, tập thể người đã vượt sống, chiến đấu, kinh qua khổ nạn của lần nước mất nhà tan 42 năm trước. Chúng tôi không dùng chữ nghĩa xã giao phù phiếm, mà thật chứng minh từ những nỗ lực tưởng như không thật của mỗi cá nhân, mỗi gia đình người Việt tị nạn, trong đó có phần 15 năm tham dự của đài SPTN. Thưa quý vị, từ một cơ sở đơn sơ về nhân sự cũng như kỹ thuật, SPTN trong thực tế phải dựa vào khả năng quảng bá, lực tác động, nâng đỡ từ đơn vị song sinh, trung tâm ca nhạc Asia để tồn tại và phổ biến đến quý khán thính giả tại thời điểm đầu tiên và như một phép lạ có thật, rất tự nhiên do những cố gắng âm thầm bền bỉ từ ban giám đốc, ban điều hành, ban biên tập, ban kỹ thuật SPTN dần dần tạo nên sức mạnh tổng hợp để hiện nay trở thành hệ thống truyền hình Việt Nam đầu tiên phát hình 24 tiếng đồng hồ một ngày, đáp ứng nhu cầu tinh thần, thông tin, văn hóa của khán giả Việt Nam khắp nước Mỹ từ Bắc bán cầu xuống đến Úc châu. Phương châm hoạt động của SPTN dựa trên 4 nguyên tắc thứ nhất, đây là nguồn cung cấp thông tin. Thứ hai, nối kết cộng đồng người Việt tị nạn khắp nơi. Thứ ba, cung ứng yêu cầu tìm hiểu, học hỏi các lĩnh vực đa dạng của đời sống mới trên xứ người. Thứ tư, tạo sức hấp dẫn giải trí truyền thống và hiện đại mang tính văn hóa nghệ thuật cao đến với khán giả. Quan trọng nhất, yếu tố quyết định nên sự thành công của 15 năm qua, đấy là lực nâng đỡ, yểm trợ của khối khán giả người Việt tị nạn trên toàn thế giới những người luôn canh cánh trong lòng tình yêu nước và tinh thần tôn trọng nhân quyền. Thật cảm khích và tự hào biết bao khi nhìn lại thành quả của chín kỳ đại nhạc hội cảm ơn anh, người thương binh, chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cùng với hai chiến dịch lớn, tập trung hơn 100.000 chữ ký của người Việt khắp nơi trong thỉnh nguyện thư gửi chính phủ Mỹ và triệu con tim một tiếng nói để kêu gọi thúc đẩy thực hiện nhân quyền cho 90 triệu người dân trong nước kết hợp với phong trào của các hội đoàn đấu tranh quốc nội và hải ngoại sptn đã là một phương tiện tích cực năng động một vũ khí hữu hiệu đưa tiếng nói khẩn thiết dân chủ nhân quyền cho việt nam đến những diễn đàn như liên hiệp quốc liên hiệp châu âu quốc hội hoa kỳ văn phòng tổng thống và chính phủ hoa kỳ sptn quả thật đã nâng cao mở rộng thanh âm việt nam tôi đâu anh là ai của việt khang lên tầm kích của thế giới rung động triệu tấm lòng biết yêu quý tự do, tôn trọng nhân quyền. SPTN cũng đã hãnh diện giới thiệu đầy đủ về tư lệnh Lữ đoàn 3 không kỵ Lương Xuân Việt. Đây cũng là đơn vị không kỵ Hoa Kỳ mà vào năm 1969-1970 đã một lần đặt dưới quyền chỉ huy hành quân của Đại tá Nguyễn Khoa Nam tại chiến trường Tây Ninh, Phước Long. SPTN đã hòa mình vào biển người biểu tình của cuộc cách mạng dù trong phong trào đòi dân chủ, nhân quyền vang dội của các sinh viên Hồng Kông chống lại sự áp đặt duy ý chí đến từ Bắc Kinh. SPTN đã là phương tiện để cộng đồng người Việt tị nạn tại hải ngoại thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa đối với thế giới khi đã cưu mang những thuyền nhân tị nạn trên con đường vượt biên tìm tự do trong những sự kiện quyên góp giúp đỡ nạn nhân bão lụt Hai An tại Philippines với số tiền trên 700.000 Mỹ Kim, quỹ cho nạn nhân độc đất Nepal với số tiền lên đến 500.000 Mỹ Kim và 160.000 cho các nạn nhân bão lụt tại Việt Nam. SPTN không còn là một đài truyền hình như khái niệm thông thường, như là cơ quan truyền thông hay giải trí đơn thuần. SPTN là tiếng nói đích thực của nhiều thế hệ người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ và tại nhiều quốc gia khắp nơi trên thế giới. Người Việt tị nạn là dân tộc hiểu tận nghĩa, giá trị của sự sống và ý nghĩa của sự tự do. Kính mong quý khán thính giả tiếp tục hành trình vào tương lai với SPTN cũng như đã đồng hành cùng SPTN ngay từ ngày đầu đến năm thứ 15 này. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả.